Bạn đã sống trên hành tinh này rất lâu rồi, nhưng có lẽ bạn chỉ biết mặt trời là ngôi sao sáng và to nhất, cung cấp ánh nắng và nhiều dưỡng chất, hóa chất cần thiết cho sự sống trên trái đất. Vậy mà có rất nhiều điều về ngôi sao này làm bạn choáng váng không thể tưởng tượng được khi nghe tới. Những sự thật thú vị về mặt trời mà bạn có thể chưa biết. một Đáng kinh ngạc, đây là trọng lượng của mặt trời. Số to quá AD đọc không được, bạn nào đọc giúp AD với bằng gần chính xác trọng lượng của 330.060 trái đất. 2. Nếu bên trong mặt trời hoàn toàn rỗng, có thể lấp đầy nó bằng 960.000 trái đất dạng hình cầu và 1.300.000 trái đất dạng dẹp, bị ép lại. 3. Bề mặt mặt trời có diện tích lớn gấp 11.990 lần diện tích bề mặt trái đất. 4. Mặt trời của chúng ta chỉ là một trong 100 tỷ ngôi sao lớn nhất giải ngân hà. 5. Điều này hẳn các bạn cũng đã nghe qua, Trước đây có tới 9 hành tinh được tính vào hệ mặt trời, nhưng sao Diêm Vương, Pluto, còn gọi là hành tinh lùn, là quỹ đạo so với 8 hành tinh còn lại nên bị đá ra khỏi hệ mặt trời. Ngoài sao Diêm Vương còn có 4 ngôi sao nữa xoay quanh mặt trời nhưng cũng bị lạc quỹ đạo, đó là ceres Hậu Mê, Ma Kém Ếch và Eris. 6. Kích thước, hình dạng, độ sáng, nhiệt độ, độ tuổi và khoảng cách của mặt trời so với trái đất là hoàn hảo một cách chi ly nếu chỉ có một trong các chỉ số này sai lệch dù chỉ là một sai lệch thật nhỏ sự sống trên trái đất có lẽ đã không tồn tại